Xin chào các bạn. Trong những năm gần đây, Canada là một trong những nước thu hút số lượng du học sinh quốc tế khá lớn. Với sự phát triển của kinh tế cùng nền giáo dục hiện đại, mà hầu hết những trường đại học cao đẳng ở Canada đều được rất nhiều những sinh viên du học sinh tham gia với số lượng đông đảo. Điều gì đã tạo nên cơn sốt du học Canada như hiện nay? Đó chính là các chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp từ các trường cao đẳng đại học tại Canada. Thì để cùng tìm hiểu rõ hơn những chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, thì hôm nay Tân Đại Dương sẽ cùng chia sẻ và giải đáp những thắc mắc của các bạn về chủ đề chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp nhé. Mỗi tỉnh bang đều có những chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp khác nhau, tùy theo chương trình học, thời gian học của bạn tại Canada sau khi học xong, mà tất cả các tỉnh bang đều sẽ cấp cho bạn giấy phép ở lại làm việc từ 1 cho đến 3 năm. Trong khoảng thời gian này, bạn làm việc từ 6 đến 12 tháng, bạn sẽ dựa vào điều kiện để nộp hồ sơ nhập cư tại tỉnh bang mình học mà tiến hành hồ sơ nhập cư của mình. Nhưng hồ sơ nhập cư của bạn thành công hay không còn tùy thuộc vào hồ sơ thực tế của bạn lúc đó ra sao. Thì hôm nay Tân Đại Dương sẽ nói chủ yếu về hai tỉnh bang là Ontario và Quebec. Đầu tiên là với tỉnh bang Ontario, chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đang rất thông thoáng. Theo quy định từ Bộ Quốc tịch và Di trú Canada thì hiện nay có rất nhiều chương trình nhập cư được áp dụng tại nước này, bao gồm các chương trình của liên bang, tỉnh bang, các chương trình diễn tay nghề, nhân đạo hay đầu tư kinh doanh. Đối với sinh viên quốc tế theo học tại Canada, có 4 chương trình nhập cư nổi bật không yêu cầu kinh nghiệm việc làm là Express Entry và 3 chương trình của tỉnh bang Ontario được liệt kê dưới đây. Thứ nhất là International Student with a Job Offer Stream, là chương trình áp dụng cho sinh viên theo học tối thiểu 50% thời gian tại Ontario, các chương trình cao đẳng đại học, sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Sinh viên có thể nộp hồ sơ ngay khi có thư mời làm việc mà không cần kinh nghiệm việc làm trước đó. Theo diện nhập cư này, sinh viên cũng không cần chứng minh tài chính và cung cấp IELTS. Thứ hai là Pilot International Master Graduate Stream, là chương trình chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại một số trường đại học thuộc Ontario và có ít nhất 1 năm sống tại đây. Với chương trình này thì sinh viên không cần có thư mời làm việc, nhưng cần cung cấp chứng chỉ IELTS General tối thiểu là 7.0 và chứng minh tài chính khi nộp hồ sơ xin nhập cư. Điểm lưu ý của chương trình này là sinh viên không được phép học thêm các chương trình học thuật nào khác trừ khi có yêu cầu từ công việc. Và thứ ba là International Doctor of Philosophy Graduate Stream, là chương trình chỉ dành cho sinh viên quốc tế theo học chương trình tiến sĩ tại Ontario. Sinh viên có thể nộp hồ sơ ngay trong thời gian học năm thứ 3 nếu 2 năm đầu tiên có kết quả học tập tốt. Khi nộp hồ sơ thì sinh viên không cần cung cấp chứng chỉ IELTS, không cần chứng minh tài chính và không cần phải có thư mời làm việc. Với chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Canada hiện nay, thì sau khi tốt nghiệp đại học tại Canada, bạn sẽ được cấp giấy phép ở lại làm việc từ 3 năm. Khi có việc làm thì các bạn có thể nộp hồ sơ xin nhập cư theo diện International Student with a Job Offer Stream. Và tại tỉnh bang Quebec thì chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp của bang Quebec luôn đứng đầu Canada về độ mềm mỏng, ổn định và không hạn chế số lượng di dân. Chính sách định cư của bang Quebec chỉ yêu cầu du học sinh học tập tối thiểu 2 năm tại bang Quebec và tốt nghiệp đồng thời phải biết được ít nhất tiếng Pháp căn bản. Để thu hút sinh viên quốc tế chưa biết tiếng Pháp định cư ở tại bang Quebec thì từ ngày 1 tháng 4 năm 2014 cho đến nay thì chính quyền bang Quebec thực thi quy định mới về yêu cầu trình độ tiếng Pháp cho du học sinh định cư theo chương trình cấp tốc BEQ. Du học sinh chưa từng học tiếng Pháp sẽ chỉ cần học 5 lớp tiếng Pháp tại trường theo chỉ định thì sẽ đạt yêu cầu tiếng Pháp cho việc xin định cư. 5 lớp tiếng Pháp này không phải là học thêm ngoại khóa mà được tính vào môn tự chọn và tính tín chỉ cho cả chương trình học. Không những vậy, thông thường chính phủ quy định học phí của một môn học là khoảng 1.600 CAD. Một lớp tiếng Pháp tính 3 tín chỉ, nhưng để khuyến khích sinh viên quốc tế học tập tiếng Pháp thì chính quyền bang Quebec đã thu học phí môn tiếng Pháp cùng giá với lại sinh viên bản xứ, mỗi môn chỉ với giá 320 CAD, do đó 5 lớp tiếng Pháp chỉ tương đương 1.600 CAD mà thôi. Chỉ có 3 trường Anh ngữ ở bang Quebec đáp ứng được yêu cầu này là Đại học McQuaid, Đại học Concordia và Đại học Bishops. Còn các trường đại học khác ở Quebec đều là trường Pháp ngữ, không phù hợp cho sinh viên quốc tế không biết tiếng Pháp vào học. Nếu các bạn tốt nghiệp từ một trong những trường thuộc hệ thống tiếng Pháp thì không cần phải thi thêm bằng cấp nào khác. Nhưng nếu bạn tốt nghiệp từ trường tiếng Anh thì bạn phải đạt được level 7 của Quebecois de Niveau Français hoặc bằng B2
từ Common European Framework Reference Level 7 của Quebecois có thể lấy được từ việc học tiếng Pháp ở ngay trong trường, việc Quebec có một bảng đánh giá sự tương đương giữa các khóa học tiếng Pháp của từng trường với level 7 của Quebecois en français. Còn bằng B2 thì bạn buộc phải thi, nhưng chỉ gồm kỹ năng nghe và viết mà thôi. Thì nếu còn bất kỳ thắc mắc nào về chính sách định cư Canada dành cho sinh viên sau khi tốt nghiệp thì các bạn có thể liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh du học Canada tại Việt Nam, công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, chi nhánh quận 1, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, số điện thoại 028 38 48 48 79, hoặc chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, điện thoại 028 38 38 2080, hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaidương.edu.vn hoặc tddvn.com hoặc visacanada.edu.vn, và lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh tại Hà Nội nhé.